Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp tục phiên làm việc sáng ngày 15 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 7. Trình bày báo cáo, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp thứ 7 diễn ra trong hai đợt, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 và từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6, dự phòng ngày 28 tháng 6. Dự kiến, tổng thời gian làm việc là 26 ngày, khai mạc sáng ngày 20 tháng 5. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp, 15 nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Báo cáo thêm một số vấn đề cụ thể, ông Cường cho biết có ý kiến đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Lý do là chính sách bảo hiểm xã hội là chính sách đi sau cải cách tiền lương, trong khi cải cách tiền lương sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7. Một số ý kiến đề nghị lùi thời điểm chính Quốc hội thông qua dự án luật này sang kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Theo Tổng thư ký Quốc hội, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, bảo đảm được đa số đồng thuận trước khi chính Quốc hội đánh giá kỹ tác động. Do đó, Tổng thư ký Quốc hội đề nghị trong dự kiến chương trình kỳ họp vẫn thể hiện quy trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật này. Trường hợp qua thảo luận còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa đạt được sự đồng thuận cao, Thường vụ sẽ xem xét báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh thời điểm thông qua đối với dự án luật này theo ý kiến của các đại biểu. Về việc thực hiện cải cách tiền lương bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 7, có ý kiến đến nay chưa có đề án và chưa bố trí trong chương trình kỳ họp là chậm. Nếu trình Quốc hội tại kỳ họp này sẽ không đủ thời gian để các ủy ban tiến hành thẩm tra. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và huyện, các ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán và dự thảo nghị định thay thế nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cũng theo ông Cường, Thủ tướng đã có văn bản về việc cho phép chậm gửi hồ sơ quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Tổng thư ký Quốc hội nhận thấy, theo quy định tại Điều 97 của Luật Tổ chức Quốc hội, tài liệu nội dung này phải được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Do đó, ông Cường đề nghị trước mắt chưa bố trí hai nội dung nêu trên trong dự kiến chương trình kỳ họp. Trường hợp hồ sơ bảo đảm đủ điều kiện theo quy định, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét bổ sung vào chương trình. Trao đổi thêm về nội dung trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, ngày 10 tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị đã thông qua chủ trương về hai quy hoạch trên của Hà Nội. Ông Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Chính phủ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chỉ vài ngày nữa là xong, nên đề nghị vẫn đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp sắp tới để Quốc hội xem xét. Sáng nay ngày 15 tháng 5, siêu tàu cao tốc Thăng Long của Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Phú Quốc đã đưa 300 hành khách đi chuyến tàu đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh sang Côn Đảo. Trước đó, sau khi khai trương hôm ngày 13 tháng 5, tàu Thăng Long đã chở một lượt khách tuyến Vũng Tàu Côn Đảo và tuyến Côn Đảo thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ khách hàng, Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Phú Quốc có bố trí xe trung chuyển đưa khách từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ra cảng Hiệp Phước và ngược lại. Ở chiều đi, xe trung chuyển đậu tại công viên 23 tháng 9 quận 1 đón khách từ khoảng 5 giờ đến 5 giờ 20 ngày tàu chạy. Ông Quang Bá, 57 tuổi, ngụ quận 5, chia sẻ, vợ chồng ông thường xuyên đi Côn Đảo tham quan, du lịch, tuy nhiên vé máy bay giá khá cao, phải sắp xếp thời gian theo lịch mua vé, còn nếu muốn đi đường biển thì phải di chuyển xuống Vũng Tàu, rất mất thời gian. Do vậy, nghe tin tức có chuyến tàu cao tốc đi thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Côn Đảo, vợ chồng ông rất hào hứng và mua vé đi trải nghiệm ngay. Ông Bá nói, dù mới hoạt động nhưng tôi thấy rất ổn từ khâu bán vé cho đến cách di chuyển ra tàu. Cách đăng ký đi xe trung chuyển, tôi đi trải nghiệm thử, nếu hài lòng thì chắc chắn sẽ là khách hàng thân thiết. Tương tự, chị Mai Lê, ngụ thành phố Thủ Đức cũng rất hào hứng khi trải nghiệm tàu cao tốc ra Côn Đảo.
Theo chị, nếu đi máy bay ra Côn Đảo, tổng thời gian cũng phải từ 3 đến 4 tiếng. Trong khi đó, giá vé máy bay rất cao, một chuyến bay khứ hồi cũng sắp xỉ 4 triệu đồng. Chị Mai Lê nói, thật sự có thêm chuyến tàu cao tốc ra Côn Đảo sẽ giúp người dân thuận lợi hơn, giảm bớt chi phí cũng như có thêm trải nghiệm hành trình trên biển. Tôi hy vọng tàu này sẽ êm ái, dễ chịu, không bị say sóng. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, ông Vũ Văn Khương, tổng giám đốc công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, chủ đầu tư tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo cho biết, tính đến nay, chưa có con tàu nào to hơn và tốc độ nhanh hơn siêu tàu Thăng Long 35 hải lý trên một giờ. Về vấn đề say sóng, ông Khương cho rằng nguyên nhân có thể do cơ địa của khách, do điều kiện thời tiết, sóng gió hoặc do thiết kế của tàu. Siêu tàu cao tốc Thăng Long chạy theo trục Bắc Nam nên được thiết kế dài nhất có thể để tránh tác động của sóng dọc. Mũi tàu được kéo dài để giảm chiều dài đường nước, giúp tàu chạy êm hơn, khách hàng thoải mái hơn. Ông Khương cho biết, về lâu dài chúng tôi sẽ xây dựng, dự báo thời tiết và thông tin cho hành khách. Những ai có cơ địa dễ say sóng có thể căn cứ vào thời tiết để đặt vé, hạn chế việc say sóng khi đi tàu. Nói về độ an toàn, ông Khương cho biết, tàu có các trang thiết bị hiện đại như đo sâu, hệ thống radar, xác định khoảng 200 mục tiêu và định vị, khóa mục tiêu, xác định các tàu xung quanh di chuyển như thế nào, nguy cơ va chạm, và đầy đủ các trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, tàu cũng đạt song song hai tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Với đội ngũ thuyền viên, thuyền trưởng, tất cả đều có kinh nghiệm chạy tuyến từ 6 đến 7 năm. Ngày 14 tháng 5, Công an Hà Nội cho biết, một cụ bà 77 tuổi ở quận Tây Hồ đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện. Theo đó, ngày 5 tháng 5, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận thụ lý đơn tố giác của bà T, sinh năm 1947, trú tại Tây Hồ, về việc bị chiếm đoạt tài sản. Theo đơn trình báo, bà T có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận Hoàn Kiếm, nói bà đang nợ ngân hàng 63 tỷ đồng. Khi đó, đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Do lo sợ, bà T đã chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng cho đối tượng. Sau đó, bà B biết mình bị lừa nên đã tới cơ quan công an trình báo. Trước đó, Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị cũng đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 15 tỷ đồng. Nạn nhân là bà P, 68 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội. Cụ thể, ngày 5 tháng 4, bà P nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Người này nói căn cước công dân của bà P có liên quan đến đường dây buôn bán chất gây nghiện, rửa tiền. Nếu bà P không chứng minh được mình không liên quan, thì vài ngày nữa sẽ bắt bà. Do lo sợ nên bà P đã chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng để xác minh. Theo Công an Hà Nội, nạn nhân đã thực hiện 32 lần chuyển khoản với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho đối tượng. Sau đó, bà P biết mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an. Hồi tháng 2 năm nay, cũng có một phụ nữ 59 tuổi ở quận Tây Hồ, Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1,4 tỷ đồng. Theo trình báo của nạn nhân là bà T, bà nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Người này nói bà có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu bà kết bạn Zalo. Sau đó bà nhìn thấy một người mặc trang phục công an nhân dân trong cuộc gọi video yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Lúc này, bà T đã chuyển 1,4 tỷ đồng cho đối tượng. Sau đó, bà biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Ngày 6 tháng 4 năm 2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp rà soát 28 người là bị hại trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, các đối tượng liên quan đã giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội rồi đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy, bắt cóc trẻ em, rửa tiền. Một số nạn nhân còn bị kẻ gian đe dọa bằng cách thông báo thuê bao di động của họ liên quan đến hành vi trái pháp luật và sẽ bị cắt thuê bao. Các đối tượng còn thông báo bị hại sắp có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản. Có trường hợp kẻ lừa đảo làm giả lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để uy hiếp. Khi nạn nhân lo sợ, chúng yêu cầu họ phải đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP cho chúng. Thậm chí, có người còn đi rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở. Khi chiếm được quyền quản lý tài khoản, tội phạm chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng rồi chiếm đoạt. Cơ quan công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị chiếm đoạt tổng số tiền gần 36 tỷ đồng. Trong số này, một trường hợp là vợ chồng hưu trí, có con làm trong ngành công an bị chiếm đoạt 10 tỷ. Trường hợp khác là vợ chồng lớn tuổi cũng bị mất 10 tỷ. Một số nạn nhân có người nhà làm ngân hàng vẫn bị kẻ gian lừa chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Thậm chí, có bị hại còn rút cả tiền gửi tiết kiệm và tiền bán khoảng 20 cây vàng, tổng cộng 1,9 tỷ để gửi. Cũng theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại.
gồm 3 tài khoản ngân hàng VP Bank, 2 tài khoản mở tại VIB, 2 tài khoản mở tại TP Bank, 2 tài khoản tại Techcombank, còn lại là các tài khoản mở tại MB Bank, AB Bank, Vietinbank, Vietbank, Vietcombank, ACB, SHB. Trước những sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Nhà chức trách nhấn mạnh, để làm việc với người dân, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.